sợ vua, thì mẫu hậu hãy về chùa mà chờ đợi tin lành. Ngữ đế, còn tôi hãy ở lại đây chỉ cho mọi người thấy được yêu tinh trước giờ hợp tấm. Long đỉnh, con đã điên rồi, con đã điên rồi. Mẫu hậu, mẫu hậu. Dương huynh, hãy để cho mẫu hậu về chùa cho khỏi hải kinh khi nhìn thấy một sự thật. Ta không biết ngữ đế muốn gì. Quật Hương là một con người hay là yêu tinh lộn xác? Ngữ đế nói gì? Rồi thì hoàng huynh sẽ biết. Hoàng hậu gia lâm. Tiêm cho dân chúng. Dạ. Tiêm xin la mắt cùng dân nhỏ ba quan. Đó đó, các người có thấy chưa? Yêu tinh ma quái, yêu tinh ma quái. Tế hả? Tế hả? Quốc Hương. Dạ. Có phải nàng là Quốc Hương không? Tế hả? Tại sao mọi người lại tránh xa thiết? Tại sao? Tại vì ngươi là yêu tinh, còn hoàng huynh của ta là một vị vua mù quáng. Trời ơi, đây là mộng hay là chàng ta đang tỉnh hay đang mê? Hoàng huynh có muốn nói gì phải đứng xa ra, nó là yêu tinh đó. Trời ơi, tôi sợ lắm, tôi phải đi ngay mới được. Tại sao tất cả mọi người như thế sợ Quốc Hương? Tại sao?
nàng hãy đến xoay gương kia thì sẽ biết. Trời, trời ơi! Một khuôn thân ẩn trong lớp da em. Quốc Nghi, ngài hãy đến nhìn mặt con của ngài thì sẽ biết. Con của tôi đây sao? Gương mặt của con tôi đây sao? Trời ơi, tôi là yêu tinh. Ai đã tàn phá mặt tôi? Ai tàn phá mặt tôi? Bất ngờ ơi, nàng có gieo gió trước không? Mà bây giờ phải gặp bão. Bệ hạ muốn con đấm bóp cho bệ hạ phải không? Đấm bóp, không có đi nhậu rồi
bệ hạ bước ở đây đi bệ hạ. Bệ hạ té cái làm em cũng té theo. Ờ. Dạ. Mệt quá rồi. Không nói bệ hạ rồi mà bệ hạ dạ. Có tay nữa. Tay nữa. Dạ, không có tay nữa đâu. Dạ, không có tay nữa có dạ, em thấy dạ. Được không? Thấy có tay nữa đến nha. Tay nữa. Dạ. À, mẫu hoàng. Dương Nhi, con hay nghe mẹ nói. Ôi, mẹ đừng có làm gián đoạn cuộc vui của tôi. Là tại vì tôi... Dương Nhi, mẹ muốn nói với con một điều. Không có điều gì phải nói cả. Có phải mẫu hoàng định xin tha tội chết cho bọn đó? Tha, nó đã đưa đường dẫn lối cho Lê Long Việt lẫn trốn. Đang âm mưu liên kết với Lý Công Quận để chống lại tôi. Mẫu hoàng có biết không? Thôi, mẫu hoàng hãy về chùa đi. Tôi chỉ nghe lời mẫu hoàng là khi nào Lê Long Việt đầu rơi khỏi cổ. Trời, giết anh con. Giết? Con có biết gì con truy quang du đồ. Phế bỏ việc nước non và quên cả sợ cái dân võ bá quan thì con quệ quại nằm dài trên ngai ngọc. Con có biết đâu dân chúng đặt cho con cái biệt hiệu nghĩa mai là hoàng đế ngọa triều. Ngọa triều là nằm giữa triều đình ha, anh nằm ở thì khỏe, ông mà khỏe thì có sức để lo cho có sống ra thì đâu mạnh đó. Thôi phải diệt trừ mầm phản loạn. Bây giờ